Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của Bố Thí Ba La Mật Đa? Thế nào là tướng thật tế của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa? Để các Đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của bố thí Ba La Mật Đa, đó là tướng thật tế của bố thí Ba La Mật Đa, không có giới hạn của tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là tướng thật tế của tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của Pháp không nội, thế nào là tướng thật tế của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của pháp không nội, đó gọi là tướng thật tế của pháp không nội, không có giới hạn của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, đó gọi là tướng thật tế của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của chân như, thế nào là tướng thật tế của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của chân như, đó là tướng thật tế của chân như, không có giới hạn của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đó là tướng thật tế của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của Thánh Đế Khổ, thế nào là tướng thật tế của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, để các Đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của Thánh Đế Khổ, đó là tướng thật tế của Thánh Đế Khổ, không có giới hạn của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, đó là tướng thật tế của Thánh Đế Tập Diệt Đạo các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của bốn tịnh lực, thế nào là tướng thật tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện không có giới hạn của bốn tịnh lự, đó là tướng thật tế của bốn tịnh lự, không có giới hạn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đó gọi là tướng thật tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.